đây. Rồi đấy. Được chưa? Được. Lúc đấy em chuẩn bị, chúng chuẩn bị bay. Em đấy. Bực mình quá mà. Lúc nào đấy nhỉ? Trước khi em về. À, mình đọc lại nhé. Chỗ đấy em không đau nhưng mà. Ờ, em cười nhiều quá đấy. Để yên anh đi làm. À, rồi anh nói, em làm em buồn cười. Linh nhừ. Baby à, baby China. Thôi baby im lặng, baby đọc, baby im lặng. Tại sao ba mẹ không biết là ai vậy? Từ lần nào ấy? Lúc nào cháu không thích. Trẻ con, xong rồi lùn, bé, không thích rồi, nhìn thì nó không thích rồi. Ba mẹ gặp An lần nào vậy? Gặp, ôi, thằng An đến nhà thôi mà. Hai lần đúng không? Ừ. Mà sao thằng này mày cao thế đấy? Tận 1m62 đấy, buồn cười quá. Thực ra ăn là 1m7 mà. À, 1m7 mà. Nhưng mà tại mặt nó bé như con chuột ấy thì nhìn nó bé. Ăn mặt chuột. Mà con mày út thì nó to ấy. Rồi. Úi dồi, bé này. Đâu? Quản sao được mà. Chứ còn gì nữa. Cùng nhìn nhá, để mai còn show off nhá. Cái bụng tay. Đúng rồi, mèo búp thì chuẩn đấy. Cái gì chuẩn? Mèo búp thì chuẩn. Nói câu đấy á. Bắt cái tuổi thì sao tụi 7 năm rồi. Chị bị đau mỏi mắt. Thị lực nó kém thì... Rồi gì vừa nhắn lại à? À, Alin bị trộm điện thoại đấy anh ạ. Trộm vào nhà. Vãi. Thế là nó mua cái gì rồi? Không dùng, dùng máy tính. Xong rồi đồ của bố Alin mất hết cả. Xong hôm sau cái bác giúp việc ấy, à bác hàng xóm quét sân ở dưới nhà, thấy một đống tài liệu ở dưới gốc cây, nó mang sang trả. Trộm nó giả lại tài liệu. Rồi. Alin bảo là chị dạy tiếng Anh, đi bơi. Thế là mong bây giờ... Dạy ở trung tâm nào hay như nào? Alin bảo là Alin đi bơi nhiều là mông bây giờ có hai màu rồi. Đậu. Ở đây là anh lại cười chàng dài đó. Ừ. Đó bên trái màu gì, bên phải màu gì? Thế sao lại mông hai màu? Chị bảo chị mặc quần lệch mông à? Hỏi chị mua điện thoại mới chưa? Lực chút đầu nhẹ rồi ấn dần dần lên, tăng lực dần dần lên, không được tăng một lúc ấn mạnh xuống nhé. Đau anh ạ. Ừ. Tay em bỏng không tháo ra. Không bỏng đâu mà nó
Nhắn tin với ai? Ali nào? Ali. Ui rồi sao? Ali bảo là chị gia sư thôi, tại trung tâm béo ấy. Ờ à, đúng. Ali bảo là mua Nokia cục gạch rồi. À thế à? Để mình nhắn nhé. Thôi anh nhắn đi. Bảo gì đấy? Anh nhắn đi ra. Ừ. Em lười nhắn lắm, anh nhắn thì nhắn. Không, tí nữa em nói chuyện Ali nốt đi. Ừ. Kệ Ali mai là lười. Ai đấy? Động em ấy. Em lười nhắn tin lắm, mệt. Thì cái bãi thôi. Ừ. Thế sao mình phải nhắn tin thế mình chị? Phải nhắn tin baby đấy. Tôi giỏi cãi nhau không baby không? Đúng rồi, Holy Gấu nhắn tin baby bơ này. Bơ lâu. Em cảm thấy một quan hệ nó cứ xã giao, em bơ luôn. Cảm thấy không yêu quý mình lắm em ơi. Nhưng mà nó hỏi thăm em hỏi gì? Kệ, nhưng mà em không quan tâm lắm. Kệ, em không quan tâm. Em ngại trả lời lắm. Tôi chỉ trả lời baby ấy, nhưng mà mày bốp. Hết. Anh là thằng nào đi? Người yêu Nguyễn. Tại vì Star con này Star còn thằng đấy. Thế còn khác nhờ Đinh. Thằng đấy thích em lâu rồi, nó cứ highlight ảnh em. Thế là em yêu xem sao luôn. Ừ. Nó học cùng em đại học ấy. Thế giờ nó đâu? Nó ở Việt Nam. Thế thằng Hoàng Bảo Nguyên hả? Là ai không biết luôn. Là chụp ảnh. Đào Chi Anh này. Kiên Hoàng. Wix 93 đúng không? Wix 93 là sao? Thằng đấy comment trong ảnh thằng tên là Dũng Anh mà. Tại là giống tên anh em ấn vào. Tại vì trong list suggest được có thằng Philip Phùng ấy. Ờ. Là Minh đấy. Không phải, Minh khác. Ừ. Minh thành sao? Anh ấy dòng cấp 3. Cùng rất nhiều quá, nó lên hẳn hẳn lít thành mà. Tại khi đấy phòng mới yêu con mới, một con đấy nhìn buồn cười nên mới hay search để xem mặt con đấy như nào. Con đấy không biết kể đúng mày anh ạ, buồn cười á, nhìn nó kiểu gì ấy. Kể đó. Hay tình cảm, ảnh đẹp nên em xem. Không cá tính, kể đó. Không cá tính nó nhìn buồn cười ấy, nó không biết make up. Mẹ em nhìn mẹ bảo con này xấu không biết make up. Tại nó biết không biết kể ông mày ấy. Thà nó đừng kể nữa. Nhưng mà nó không nhận ra điều đấy là nó khi thích Phùng thế. Khi thích Phùng ngày xưa yêu của chị xinh lắm. Xinh lắm là kiểu khéo. Nhưng Philip Phùng tớ đi bằng tuổi đây. Nên sẽ thích em cơ. Xong ừ. Nhưng em không thích. Mẹ em bây giờ mới đăng ảnh. Đăng ảnh gì đấy? Ảnh đi chơi Đức. À về nhà lọc ảnh mới đăng. Ừ. Mẹ em bảo là không biết cho, không muốn cho người biết là mình ở đâu ấy. Mà về nhà mới đăng. Thế nhưng mà ba em lại check in lên cho ăn. Không phải đấy. Ừ, này đúng là cũng không nên cho người biết là mình ở đâu này. Ừ. Không cái gì cũng phố hết. Thì mẹ em thế này, về nhà rồi mới đăng. Mọi người ngồi đăng luôn mà thì chụp cái băng ngay một cái để vào check in. Nhờ Facebook xem cái hôm mà chờ tàu một tiếng không lấy bạn anh đọc caption ấy buồn cười lắm. Đọc cả comment nữa vào thạch đường xem. Anh em muốn tháo cái tay ra. Ok. Em ơi, tháo tay cho chị đi. Sao anh xem thạch đường ấy. Ảnh cái ảnh em chụp ấy, ảnh đứng đường tàu ấy, kéo xuống. Ảnh tôi chụp hơi bị đẹp luôn. Tôi cũng có một cái ảnh giống như thế là con gấu chụp đấy. Con gấu chụp không đẹp bằng thế con gấu ngồi. Ừ. Anh sẽ đọc comment cái ảnh đấy.
Hiền bây giờ làm không ạ? Ừ, không, Hiền giờ này bận. Nghỉ rồi hả? Ừ, việc ở viện bận. À, chị làm ở viện luôn ạ? À? Ừ, viện trong cứu à? Ừ, anh có cặp ở đấy không? Có, làm ở phòng anh. À, thế à? Cái gì ấy? Xem lối của bà. Bà có 159 bạn thôi. Ít bạn lắm, nhưng nhiều follower. Kinh lắm. Không phải thằng nào bạn ép đâu. Bao nhiêu follower nhỉ? Không biết, anh xem đi. Ở đâu? À. Anh em nhấc bên này, nhấc ở đây này. Nhiều à. Con mẹ này là Bạch Dương. Có tay ạ. Rồi. Nóng tính giống nhau. Thích nào leader. Ở bên này à? Nó, chỗ ở trong, đây, chỗ này, chúng ta chỗ này. Này đúng không? Rồi. Cái gì, anh đọc comment chưa? Anh đẹp không? Đang đọc. Máy ảnh của em mới dùng thêm đấy, có chế độ mới, kể cả trời mưa chụp vẫn đẹp, vẫn màu, vẫn tươi. Up luôn mà, lúc đấy bảo là chụp nhanh một cái để up nào. Bà em phải là vinh phải. Các xem nào, xem nào. Chưa tàu đây. Đen vã này đẹp không? Nó có men ấy. Sao bác về? Số tôi chỉ được A8 thôi. Audi đấy. Ai? Audi A8. Ai bảo thế? Đây. Ở đâu đấy? Số ông không đi được tàu. À, ai bảo thế đấy? Nguyễn Văn Thanh hả? À? Chắc bạn. Đây là số tôi chỉ được A8 thôi. Chú đến bên Đức. Bạn cấp 3. Bạn cứ bảo của ba và chú đấy thì lại cưới một cái cô tên là Trâm. Cô đấy là chị ruột anh Dũng. Yeah. Ừ. Quen nhau hết nhỉ? Ừ, quen nhau hết. Rồi, tay. Đây, chỗ này. Bên này cũng đâu à? Ừ. Em nhờ ba em đi trên ô tô ban đi 220. Ô tô ban, ừ. Vừa tất cả các xe khác luôn. Ba em lái kinh lắm. Ba em lái siêu. Mà ba em đi không chống mặt. Ừ. Ba em lái cứu. Cái anh Tùng kia lái hay kiểu, tại vì bên kia thỉnh thoảng nó cứ hay lý với tốc độ ấy, lúc thì 70, lúc 100 ấy. Rất cục hả? Ừ, nên là kiểu lúc chỉnh ga nó không được mềm ấy. Ba em xe memory rồi đấy. Đâu, cái gì đấy? 2012 baby ôm đấy. Ừ. Ôm ba thì mang. Thôi con đeo cặp cho em. Rồi, tay. Đặt cái này đi mà.